xăng nhiều chỗ nó không có luôn anh, nhiều chỗ đóng cửa. Lại đây thì cái cây xăng này thì em tấp vô luôn, mà kẹt xe thì nó mất rất nhiều thời gian của mình. 50.000 theo em thì vẫn đủ anh, tại vì trong thời gian này thiếu xăng thì chưa đều ra thì mọi người đều có xăng để đi thì nền kinh tế mới hoạt động được.